Lại Nam Hải, cha đẻ khẩu trang y tế diệt virus corona đầu tiên trên thế giới. 36 tuổi sở hữu 11 độc quyền sáng chế về công nghệ sinh học nano, nanobiotech, nhưng chỉ đến đầu năm 2021, cái tên Lại Nam Hải mới được nhiều người nhắc đến sau khi sản phẩm khẩu trang y tế Wakamono do anh phát minh nổi tiếng khắp thế giới bởi khả năng diệt 99% virus corona. Đây chính là thành quả của 10 năm nghiên cứu âm thầm và 270 ngày tiến hành thần tốc, cũng là động lực để cho founder 8X Lại Nam Hải tiếp tục theo đuổi khát vọng viết tên Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới. 10 năm âm thầm nghiên cứu công nghệ nanobiotech. Lại Nam Hải sinh năm 1985, ít ai biết trước khi nổi đình nổi đám với sản phẩm khẩu trang anti-corona virus, anh đã trải qua một thập kỷ nghiên cứu âm thầm. Năm 2011, sau khi nếm trải vài thất bại đầu đời, chàng thanh niên 26 tuổi khi ấy đã quyết tâm rẽ vào con đường chẳng mấy ai đi, nghiên cứu công nghệ sinh học nano, nanobiotech, với khát khao viết tên Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới. Từ khát khao lớn đó, Wakamono đã ra đời, chuyên nghiên cứu công nghệ sinh học nano với định hướng luôn luôn đổi mới. Mỗi thành viên đều phải phấn đấu với niềm tin và sự thoải mái. Hiểu một cách nôm na, công nghệ sinh học nano là sự kết hợp giữa hai mảng công nghệ sinh học và công nghệ nano, tạo ra sự hợp tác chưa từng có giữa các nhà khoa học, vật lý học và sinh vật học. Từ đó giúp tạo ra những giải pháp, sản phẩm mang tính đột phá, có thể ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực. Nhiều người vẫn thắc mắc không hiểu tại sao Nam Hải lại chọn tên công ty khó đọc như thế. Thực ra, Wakamono trong tiếng Nhật có nghĩa là thanh xuân, tuổi trẻ. Nam Hải muốn khẳng định một điều, mình sẽ dành cả thanh xuân để theo đuổi nanobiotech. Hơn nữa, trước đây, anh từng có cơ hội làm việc, tiếp xúc với người Nhật và rất thích tính cách của họ cũng như cách họ tận hiến cho công việc và không ngừng sáng tạo. Tham vọng lớn là vậy, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Nam Hải xuất thân không phải là dân học sinh hóa hay công nghệ. Điều này đồng nghĩa với việc anh phải bắt đầu từ con số 0, vừa học vừa nghiên cứu. Trong suốt một thời gian dài, Nam Hải coi sách là người bạn chí cốt, coi phòng nghiên cứu là nhà. Với anh, không tự học, tự đọc, tự lao vào làm liên tục để rút ra kết luận là điều rất nguy hiểm. Đặc biệt là với những công việc đòi hỏi khả năng sáng tạo. Tất nhiên chàng thanh niên trẻ vẫn giữ niềm tin rằng một ngày nào đó công nghệ sinh học nano sẽ tác động lớn đến thế giới. Trong quá trình hiện thực hóa khát vọng, Nam Hải quyết tâm giấu nhẹm mọi thứ, không đề cập bất cứ thông tin nào liên quan đến công việc và đội ngũ của mình trên báo, mạng xã hội, thậm chí các sự kiện khoa học. Phần vì lý do bảo mật các dự án, phần vì anh tin rằng mọi người chỉ cần nhìn thấy hiệu quả từ những việc mình đã làm, không cần quá quan tâm đến quá trình. Sau khoảng thời gian nằm gai nếm mật, mọi nỗ lực của Nam Hải và đội ngũ đã được đền đáp xứng đáng. 11 độc quyền sáng chế về công nghệ sinh học nano dùng trong nông nghiệp, hóa mỹ phẩm, thực phẩm và dược phẩm của Wakamono đã được Mỹ, Canada và Tổ chức Sở hữu trí tuệ bảo hộ, cảm thấy đã đến lúc cần đưa sản phẩm đến với mọi người. Từ cuối năm 2020, Nam Hải bắt đầu đồng ý trả lời phỏng vấn báo chí trước khi dấn bước vào giai đoạn thương mại hóa sản phẩm. Khẩu trang Wakamono bước chuyển mình giữa thời đại dịch. Suốt 10 năm nghiên cứu công nghệ nanobiotech, Nam Hải chưa từng nghĩ mình sẽ làm khẩu trang. Nhưng đến đầu năm 2020, nhận thấy số ca nhiễm virus corona trên thế giới đang tăng liên tục, tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, anh cùng các cộng sự đã hạ quyết tâm sẽ sản xuất khẩu trang ứng dụng nanobiotech. Với Nam Hải, đây có lẽ là thử thách lớn nhất đời mình. Các loại khẩu trang hiện nay đều giống nhau ở tác dụng cản và lọc. Tuy nhiên, hầu hết các khẩu trang chỉ cản được giọt bắn chứa virus, trong khi virus vẫn sẽ bám lại, có thể tồn tại đến 7 ngày và lây nhiễm nếu có tiếp xúc. Vì vậy, cần phải tạo ra một sản phẩm vừa lọc được các mầm bệnh có hại, vừa có khả năng tiêu diệt virus và vi khuẩn bị mắc kẹt. Wakamono trước giờ chưa từng sản xuất khẩu trang, bây giờ lại bị đặt vào tình thế phải làm rất nhanh vì dịch Covid-19 đang hoành hành. Đội ngũ công ty phải đối mặt với lượng công việc khổng lồ, phải vừa làm vừa nghiên cứu thông tin về virus. Chưa kể, nguyên vật liệu làm khẩu trang đều khó nhập, khó mua vì nhiều nơi đang phong tỏa. Nam Hải thừa nhận thời điểm đầu năm 2020, có lúc anh giống như một con thú trong phòng thí nghiệm khi chứng kiến cả đội ngũ lao vào nghiên cứu nhưng bế tắc. Nhiều lúc tuyệt vọng, Hải ngồi bệt xuống sàn và tự hỏi, mình có theo nữa không? Mình làm thế này để làm gì? Nếu không theo đuổi nghiên cứu này,
Wakamono hoàn toàn có thể dùng sức khai thác kho tàng với hơn 200 sản phẩm mà mình đang sở hữu để thương mại hóa. Thế nhưng cuối cùng, niềm tin của mọi người xung quanh và niềm tin của chính bản thân đã không cho phép Nam Hải bỏ cuộc. Anh chia sẻ rằng, đại dịch đã khai thác tôi ở mọi khía cạnh một cách tối đa, mà khối lượng công việc, áp lực trong 10 năm trước đó cộng lại cũng không bằng. Ở tuổi 36, nếu không chấp nhận thử thách này, thì chắc gì cuộc đời sẽ cho tôi một cơ hội nào khác. Đội ngũ Wakamono cũng ý thức được, ở ngoài phòng nghiên cứu của họ, sự lây lan của đại dịch chưa lúc nào dừng lại. Họ có sứ mệnh làm việc vì cộng đồng. Không đầu hàng thực tế, đội ngũ Wakamono đã tự mày mò, chế ra chất thay thế khi không đủ nguyên vật liệu, kéo theo đó là hàng trăm lần vấp phải hiệu ứng domino dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền. Không ngày nào trong 3 tháng nghiên cứu, họ làm việc dưới 20 tiếng. Đến cuối tháng 3 2020, Wakamono đã chế tạo thành công một loại hợp chất bio-nano từ thiên nhiên với tên gọi là G-Side, được bao phủ bởi hàng triệu hạt nano hữu cơ từ tự nhiên. Khẩu trang do Wakamono sản xuất có 4 lớp, ngoài cùng là lớp kháng chất lỏng, tiếp đến là lớp diệt virus và vi khuẩn. Chính là hợp chất G-Side có khả năng làm suy yếu và tiêu diệt virus khi tiếp xúc hoặc đi xuyên qua lớp vải này. Lớp thứ 3 là lớp lọc, cuối cùng lớp trong mềm. Tất cả các khâu được hoàn thành vào tháng 4 năm 2021. Hành trình đi tìm sự công nhận. Sản xuất được khẩu trang là một chuyện, thuyết phục chuyên gia và cộng đồng chấp nhận nó lại là một chuyện khác. Có được thành phẩm rồi thì Nam Hải lại phải vật vã tìm các phòng thí nghiệm, các tổ chức tên tuổi để kiểm nghiệm kết quả cho phát minh của mình. Lúc đó đang là thời kỳ cao điểm dịch, nơi nơi phong tỏa lại thêm sản phẩm quá mới. Các tổ chức phải làm đi làm lại nhiều lần mới gửi trả kết quả. Giai đoạn này Nam Hải như ngồi trên lửa, bán nhà bán đất để nghiên cứu, giờ lại bỏ ra số tiền lớn để đem sản phẩm đi kiểm nghiệm ở nhiều nơi, thế mà kết quả vẫn mông lung vô định. Anh tâm sự, nói thật, 10 năm âm thầm nghiên cứu ứng dụng nano từ thiên nhiên, chưa bao giờ tôi gặp khó khăn đến thế. Nghiên cứu ra sản phẩm đã khó, đi chứng nhận và đăng ký bảo hộ bản quyền bằng sáng chế quốc tế còn tốn kém và khó gấp bội. Thật may là tôi đã không bỏ cuộc. Phải mất thêm 6 tháng nữa thì các phòng thí nghiệm độc lập tại Mỹ, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, Canada, Singapore mới gửi trả kết quả cho Wakamono. Nhưng sự chờ đợi hoàn toàn xứng đáng. Kết quả kiểm nghiệm đã cho ra những con số vô cùng ấn tượng. Khẩu trang Wakamono tiêu diệt trên 99% virus corona và nhiều loại virus vi khuẩn khác ngay khi vừa tiếp xúc trong vòng 30 giây. Đây cũng là chiếc khẩu trang đầu tiên trên thế giới phủ bio-nano được CE của châu Âu chứng nhận cho phép ghi trên nhãn hộp anti-coronavirus 99% được đăng ký phát minh tại Mỹ. Tiến sĩ công nghệ sinh học người Ấn Độ là Priyam Bose đã đăng tải bài viết về khẩu trang y tế Wakamono trên tạp chí hàng đầu về công nghệ nano Azonano. Theo ông, ngoài chống lại 99% các chủng SARS-CoV-2, loại khẩu trang này còn có hiệu quả chống lại bệnh cúm AH1N1. Cơ quan chứng nhận TÜV SÜD, Trung tâm phát hiện vi sinh vật Guangdong và nhóm phòng thí nghiệm Eurofins có trụ sở tại Luxembourg đã xác nhận kết quả trên. Ngoài ra, sản phẩm này còn vượt qua các tiêu chuẩn FDA Hoa Kỳ. Tưởng chừng như kết quả tuyệt vời ấy sẽ giúp cho Wakamono dễ bán hàng, nhưng gian nan lại nối tiếp gian nan khi Facebook, Google đều có chính sách cấm quảng cáo khẩu trang. Hàng ngàn email đã được Nam Hải gửi đi chào hàng mỗi ngày, song không một ai hồi âm. Chưa kể, lúc này thế giới đã không còn khan hiếm khẩu trang như trước, nên việc tìm đối tác không đơn giản. Đội ngũ Wakamono gần như chết đứng thêm một lần nữa. Thuộc tuýp người không bao giờ đầu hàng, Nam Hải tiếp tục lao vào cuộc chiến mới. Cuối cùng, lô hàng đầu tiên đã bán được vào Italy, Bồ Đào Nha, Australia, UAE vào tháng 10 năm 2020. Còn theo một bài viết gần đây của Deal Street Asia, Wakamono đã xuất khoảng 10 triệu khẩu trang sang Mỹ, Australia, New Zealand cùng một số nước EU và đang muốn huy động 20 triệu đô la cho giai đoạn mở rộng sắp tới. Nam Hải khẳng định rằng, có những quốc gia đã tiêm vaccine gần hết cho người dân nhưng vẫn quan tâm đến việc đặt mua loại khẩu trang này khi chúng tôi chào bán để bảo vệ các lực lượng trong chính phủ của họ. Không dừng lại với khẩu trang. Khi được hỏi có ý định bán công nghệ sản xuất khẩu trang Wakamono để kiếm tiền hay không, Nam Hải thẳng thắn. Cũng đã có lời đề nghị mua ý tưởng và công nghệ này nhưng mà tôi từ chối. Thu tiền về, ai cũng thích. Nhưng chỉ khi bạn tự theo đuổi đến khâu cuối cùng, bạn mới tạo ra được sản phẩm như mình mong đợi. Quan trọng hơn cả khi tự làm ra, tôi có thể quyết định giá bán.
Tôi muốn lần đầu tiên người Việt có thể sử dụng một sản phẩm xịn sò nhất trên thế giới, với giá rẻ nhất thế giới. Đặc biệt, ngoài khẩu trang Wakamono còn có ga trải giường, áo choàng phẫu thuật, găng tay, rèm che, các trang thiết bị y tế, được phủ hợp chất G-Side có khả năng diệt virus vi khuẩn. Khác với suy nghĩ phải đầu tư nhà máy hoành tráng, thuê công nhân thật đông thì công ty mới lớn mạnh, Nam Hải cho rằng cái mình cần chính là công thức và khả năng kiểm soát được công nghệ sản xuất nguyên liệu lõi. Nếu biết ứng dụng công nghệ nanobiotech, hay nói rộng ra là những công nghệ mới để làm những thứ chưa ai có, người Việt hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm đặc biệt và độc quyền để bước ra thế giới. Với Nam Hải, chỉ có hai đối tượng có thể tạo ra phát minh, một là người may mắn và hai là người rất lười. Anh tự nhận mình là người may mắn nhờ không rập khuôn, làm đi làm lại để lần ra cơ hội. Ở một khía cạnh nào đó, việc không được đào tạo bài bản ở trường lớp lại là cái may cho Hải, vì anh không bị ràng buộc quanh những gạch đầu dòng đã được đúc kết có sẵn trong giáo trình, không gặp phải những phản ứng trăm lần như một, không dựa vào máy móc, nguyên vật liệu và phương trình sẵn có. Founder 8X chia sẻ rằng, quan điểm cá nhân của tôi rất khác. Nếu bạn sử dụng những người có kinh nghiệm thì làm rất nhanh, nhưng để sáng tạo ra cái mới thì lại không đơn giản. Còn với những bạn trẻ chưa có kinh nghiệm, họ đam mê khám phá và không bị cản trở bởi bất cứ điều gì, thì lại rất dễ tạo ra cái mới. Anh nói tiếp, chính vì vậy Wakamono ưu tiên tuyển sinh viên vừa ra trường, như tờ giấy trắng, không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng có thể làm những việc chưa từng được đào tạo ở giảng đường. Thế nên, có những nhân sự gắn bó với Wakamono gần 10 năm, nhưng hiện chưa qua tuổi 30. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.